Chúng ta hãy cùng tiếp tục chặng đường của game thủ Yugi và game thủ Truy Mệnh ở thể loại 2-2 siêng hỗn mã. Sau khi vượt qua cặp đôi ở bên phía Trung Quốc, Tiểu Vũ và đồng đội của Tiểu Vũ với một kịch bản không thể ai được dự đoán trước được, một kịch bản nghẹt thở đến giây cuối cùng, thì đối thủ tiếp theo sẽ là hai cặp đấu ở trong Gùi Vũ Trụ. Gùi có Sơ Luyến cầm đầu và Gùi được đánh giá là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Hiêu đã nhảy và khả năng có voi cao. Ở phía bên trên tôi đã nhìn thấy Hiêu nhảy dành cho game thủ Truy Mệnh ở trong trận thi đấu này. Đây là bài mà game thủ Truy Mệnh là người đánh theo kiểu thuần Việt. Gỗ đầu không phải là quá xa, đã có bãi quả phụ dành cho game thủ Truy Mệnh. Hai góc nhà của hai game thủ Việt Nam ở trận thi đấu này là tương đối xa nhau. Vẫn mạnh ai người lo thôi. Chúng ta hãy cùng xem màn hình máy của game thủ Yugi. Yugi cũng phải đánh theo kiểu đóng gờ trước. Hai trận thi đấu trước, game thủ Yugi và game thủ Truy Mệnh đều phải làm như vậy. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của website gametv.vn. Những hình ảnh được truyền trực tiếp từ Quảng Châu, Trung Quốc. À xin lỗi bạn, từ Quảng Đông, Trung Quốc. Về với mảnh đất hình chữ S của chúng ta. Buổi tường thuật trực tiếp được tài trợ bởi nhà tài trợ XPG. Vâng, và nhà tài trợ XPG cũng là nhà tài trợ chính cho đội tuyển đế chế Việt Nam. Và bạn nào muốn biết thêm về nhà tài trợ XPG thì có thể truy cập vào website x99.com. XPG Online Game. Quay trở lại với màn hình máy của game thủ Yugi, timeline 21/24. Và đây là chiếc BS thứ hai mà game thủ Yugi đã được thiết kế. Đây là một kho gỗ đến từ game thủ Yugi. Nhưng vị trí này cũng là vị trí khá nguy hiểm, khi mà những cánh rừng ở phía bên này không ôm lấy hai chiếc BS. Một bãi quả phụ nữa giúp cho game thủ Yugi ở trong trận thi đấu này dễ dàng hơn trong công việc lên đời. Nhưng đây là một bài mà game thủ Yugi, nếu đối phương, cả hai nhà đối phương nằm ở góc 11 giờ và hơn 1 giờ giống như ở trong trận thi đấu chung kết gần đây nhất mà chúng ta theo dõi, thì là một bài mà game thủ Yugi sẽ gặp tương đối nhiều khó khăn. 25, đó là số dân mà game thủ Yugi đang có thời điểm hiện tại và dừng lại để kích đời ở đời 1. Còn đây là màn hình máy của game thủ Truy Mệnh, cũng vậy. Tương đối trống trải dành cho game thủ Truy Mệnh. Speed của trận đấu đã được tăng lên 2.0 và Yugi và Truy Mệnh đang đánh theo kiểu trận thi đấu chung kết trước. Hai nông dân của game thủ Truy Mệnh đã bắt đầu được cắt ra, chạy chéo sang hướng nhà của game thủ Yugi để đóng nhà quân. Và ở phía bên kia họ cũng vậy. Phía đỉnh trên 12 giờ có vẻ như đó là màu 6. Không biết ở phía bên kia ai là Bất Liễu Tình và ai là Minh Nhật nữa. Nhưng cách đánh ở phía bên kia và ở phía bên mình là như nhau ở trong trận thi đấu đầu tiên. Đây là BL và đây là BM. Cộng thêm một nông dân hay không? Như vậy vẫn cộng thêm một nông dân được. Cố gắng tìm thêm một vị trí ăn hoang nữa. 25+1 749, à xin lỗi bạn, 949. Cố gắng tìm một bãi ăn hoang nữa. Đôi con voi này đóng một chiếc BS và giật được một con voi về nữa.
Đó là điều hợp lý nhất. Đây là màn hình máy của game thủ Jiuki. Kho gỗ của game thủ Jiuki. Jiuki sẽ phải hết sức với kho đạn dược này của mình. Màu 6 đang rất sát Jiuki. Để ý điều này, chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với chuyện mệnh. Đây rồi. Điều quan trọng nhất, điều tôi muốn là ở đây. Bãi quả phụ. Đó là điều tôi muốn nhất. Và nó cũng đã bắt đầu xuất hiện. Lại một cơ hội rõ rệt nữa được tạo ra bởi bãi quả phụ. Tách nông dân ra, làm chuẩn vào. Đúng rồi, trong lúc mình đang còn tay, chưa phải bận quá nhiều nên làm điều này. Một nhà quân nữa, BL chuẩn bài. Bánh xe. Và kích được cả cái công luôn. Ôi, Jiuki là người lên đời muộn nhất, còn lại ba nhà lên đời ngang phèo. Đây rồi, bãi quả đây rồi, cũng ăn. Cũng ăn. E nhá, để ý e nhá. 28 trên 28 rồi kìa. Ơ? Chuyện mạnh cái e kìa. Hơi muộn một chút xíu thôi, rồi quăng hai cái bê tạm vậy. Chúng ta hãy cùng chờ xem màn hình máy của cái thủ Jiuki. Một bài có nhà và một kho gỗ. Màn hình máy của game thủ Truy Mệnh. Ăn hoang giữa bản đồ cả. À không, nhà quân. Nhà quân đến từ game thủ màu 6. Dâng. Jiuki bị công trước đấy. Jiuki kiểu gì cũng bị công trước. Không, Mệnh mới là người bị chơi luôn. Vâng, điều này là không thể tránh khỏi với một bài vâng ăn hoàng. Điều này là không thể tránh khỏi. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Vâng, ăn miếng và trả miếng tuần này. Nhưng có vẻ như Truy Mệnh đang thiệt hại hơn so với game thủ màu 6. Bây giờ thì thế trận đang được dần dần trở về cân. Nhưng Jiuki thì sao? Tuần này chưa thấy đẩy sang nhà Jiuki. Chứng tỏ Jiuki vẫn đang thủ được. Mở bát Jiuki 46 đến từ game thủ Jiuki. Chứng tỏ phía bên kia nhà game thủ màu 8 cũng... Vâng, đây là màu 8. À không, nhà game thủ màu... Màu 4 và màu 7 ở phía bên kia. Màu 6, màu 7 phía bên kia, màu 7 ở phía bên kia. Cũng là một bài lên được đời nhưng không xong được quân đều. Còn 6 ở phía bên này chuẩn bị giã cánh rồi. Truy Mệnh ở phía bên này cũng yếu và 6 ở phía bên này. Truy Mệnh giữ quân em nhá. Không đấu quá giát đâu, để Jiuki thăm dò màu 7 đã. Jiuki chưa thăm dò được màu 7 đâu. Truy Mệnh đã biết được mặt nhà màu thủ màu 7 nằm ở vị trí nào trên bản đồ. Nhưng Jiuki thì chưa thăm dò được tí gì nhà màu 7 cả. Truy Mệnh cần phải giữ quân, không để mất tham. Hãy làm như Jiuki làm ở trong trận thi đấu trước đó. Tham lai của game thủ Jiuki bây giờ đang là 59. Bắt tên này là Jiuki, bắt chặt tên này nhá. Bắt phải chết đấy. Ép chết tên này. Tốt, một tên game thủ Jiuki đi quân tốt. Và màu 6 là người không đẩy. Nhưng đây là một tên không sao lại lọt được vào bãi gỗ này. Vâng, tên này tên bị lọt đau quá. Vậy e được không? Vậy e để bắt tên này được không? Có vậy e đấy. Tiếp tục vậy e đấy. Nhưng hết gỗ rồi. Jiuki sẽ khá căng ở những phút tới khi tài nguyên không được cân đối. Màn hình máy của cái thủ Truy Mệnh 32 giữ được tham. Nhưng so với khả năng giữ tham của cái thủ Jiuki thì Jiuki là người giữ tốt hơn. 6 và cái thủ Truy Mệnh tham lai cân nhau. Màu 6 của Truy Mệnh cân nhau. Nhưng 6 bây giờ tôi nghĩ là 6 là đang đông quân hơn. Đây rồi. Ui, đây rồi, tên này, tên thằng 6 chết. Thằng 6 phải chết, phải chết. Mày phải chết. Không, vẫn còn có khe. Không đấu 7 nha, không đấu 7. Không đấu 7 bất kể một con quân nào cả. Nhìn thấy màu 7 bơ luôn. Nhìn thấy màu 7 em bỏ luôn, em bơ luôn Truy Mệnh ạ. Xem như màu 7 là quân mình đi. Không đấu, không đấu. Truy Mệnh cũng muốn chơi luôn với màu 6 tuần này. Ăn thua đủ màu 6. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Vào đây, có giỏi vào đây. 6 đâu, 6 đâu, có giỏi vào đây. Jiuki 63.
Nhưng Chiêu Ghi cẩn thận nhá, tập 7 nó thơi một tuần to giữa mặt đấy. Không ngoại trừ khả năng cái thủ 7 sẽ thơi một tuần to giữa mặt nhà cái thủ Chiêu Ghi. Hết sức cẩn thận. Không biết là Chiêu Ghi đã có chặt gỗ 2 hay chưa, chúng ta hãy cùng chờ đợi một chút xíu khi Chiêu Ghi bắt đầu chuyển sang những con cung R. Mới chỉ là chặt gỗ 1 thôi. Màn hình máy của game thủ Truy Mạnh, 33 thằng 6 quả này chết hẳn. 6 quả này không có cửa và Chiêu Ghi chuẩn bị, à Truy Mạnh chuẩn bị lọt vào trong. Ui ui ui, tớ này mày chết 6 ơi. À tớ này mày chết 7 ơi. Từ từ, đúng rồi, làm cho nó mất tay đi. Em cứ làm thế nào nó mất tay nhiều nhất là được. Đúng rồi, làm như thế cho anh. Làm nó mất tay nhiều nhất, làm nó phải tập trung với em nhiều nhất là được. 30. Xong được cả dân nữa thì tốt, mà không xong được dân nữa thì phải gom được quân, phải giữ được quân. Tháng 7 bắt đầu mất tay rồi, còn đây là màn hình máy của Chiêu Ghi. 79 trên 88 là tham gia hôm nay đến từ game thủ Chiêu Ghi. Toàn bộ những nhà quân đến từ game thủ màu 6 đã đốt Truy Mạnh ơi. À, về sóc dân phát triển lại. Đưa về thế 2-1. Ơ đừng để con nào lọt vào trong kiểu đấy Chiêu Ghi ơi. Đừng để nó lọt vào kiểu đấy như thế nữa. Khung dần vào, bảo kê ruộng cho nó chắc cốp vào. Màn hình máy của game thủ Truy Mạnh, đúng rồi. 60 giờ nó rảnh tay lắm đấy. Nó sẽ rất rảnh tay quản dân của Truy Mạnh. Vậy game thủ Truy Mạnh nên tìm một cái góc như kiểu góc 11 giờ để có thể chui hẳn vào phía trong đấy. Đây rồi, vào trong luôn mà không cần đục e. Vào trong luôn, 6 đây luôn. Úi dồi ôi, Truy Mạnh trận này đi quân chuẩn như Lê Duẩn luôn. Hay lắm em ạ. 24 trên 56 thì chết dân ở đâu ấy kìa. Thôi ra ra. Đại giả ra. Úi đứng con sọc đơn khôn vậy em biết. Thôi em ơi, thôi về nhà sóc dân lại cho anh. Đúng rồi, cứ đánh như vậy cho anh là được. Còn lại là của Chiêu Ghi. Chiêu Ghi tân này bị ốp á. Đây này ốp hay không nó nằm ở đây này. Chạy đi đâu con sâu này. Rồi, mày chạy lên quận nhá. Quả này mày chạy lên quận. Đầu máu, từ từ. Thánh ngọ, Chiêu Ghi bình tong. Mình đang là người to nhất và mình đang là ông chủ, không vì gì phải vội. Chờ cho thằng Mạnh nó có thở nữa. Đây màn hình máy của game thủ Truy Mạnh. 22, Mạnh ơi, bỏ qua chế độ quấy đi thôi, không giờ này không cần quấy nữa. Giờ này em cứ về em ra 2A1L cho anh là được. Cứ ra dân 2A1L. Gom quân đi quấy, em cũng không cần to, tầm này là tầm em không cần to. Có tay đi quấy là được, nhưng đừng quấy kiểu này. Đừng quấy kiểu bị bắt quân như thế này. Tháng nay tụt xuống còn 2 xịch. Đấy màn hình máy của game thủ Chiêu Ghi, 1 loét. Kho gỗ này bắt đầu cạn dần. Chiêu Ghi đã kích bản lồ và tân này ốp. Mục đích của game thủ Chiêu Ghi tân này là ốp. Chúng ta hãy cùng chờ xem 2 kích. 106, 108 vị anh hùng dành cho game thủ Chiêu Ghi. Chiêu Ghi chuẩn bị ốp lên với 108 vị anh hùng. Đã có đầu máu. Lào bây giờ như nào? Ông 7 bây giờ cũng như nào? Chuyển chiêu tên này đúng không? Dàn ra. Đúng rồi. Vậy cứ làm như vậy cho tôi. 107 vị anh hùng vẫn đang được đảm bảo tính mạng. Còn đây màn hình máy của cái thủ Truy Mạnh. Móc đi! Nó đang đấu kìa, Mạnh ơi móc đi. Đúng rồi đây, nó đang đấu ở đây, móc đi. Đây màn hình máy của thủ Chiêu Ghi anh đang trào lên phía bên trên. Và anh đang liên tiếp lập công, chắc là nature rồi. Nature chưa Chiêu Ghi ơi, có ai nhắc Chiêu Ghi nature chưa? Từ đã, thịt đồng. Thôi bình tòm. Truy Mạnh móc bây giờ cũng ra đây nhá. Chiêu Ghi rút rồi thì cũng ra đây, thôi. Anh can đừng có vào nữa. Màn hình máy của game thủ Chiêu Ghi. Úi giời, Tham cân chặt luôn. Cặp này căng thật. Tham cân thật chặt. Nào. Chiêu Ghi cần phải có một bãi gỗ mới. Đó điều bắt buộc. Chiêu Ghi cần có một bãi gỗ mới. Một tên đi quân không phải là lỗi đến từ game thủ mobile. Hoặc là Chiêu Ghi phải trâu nông dân ăn vàng để có thể kích 4 sớm. Màn hình máy của game thủ Truy Mạnh. 28 đến từ game thủ Truy Mạnh. Truy Mạnh phải quản chất thằng 6.
Đẩy cho thằng 6 nở ra, tên này là tự sát. Hai mươi chín Yugi một loét tham lai, một loét tầm này là chưa đủ để đảm bảo có một chiến thắng. Bắt đầu ăn lại nông dân đến từ cầu thủ màu 6. Yugi sẽ là người quản lại màu 6 tuần này một tuần, và sau đó sẽ là Truy Mệnh sẽ phải quản lại màu 6. Ôi sao thằng 6 tuần này nó đông quân thế nhở, rất đông quân. Khoai. Có lẽ phải bung ra ăn một bãi gỗ mới, liều mạng bung ra ăn một bãi gỗ mới. Màn hình máy của thủ Truy Mạnh 26 có một cánh rừng già phía bên trên, vẫn chưa quản lý được cánh rừng này. En. Đúng rồi, en toàn bộ. Màu 6 làm ăn ở ngay đây luôn, có bảo kê ở khác. Nhà quân đóng đây luôn, màu 6 đang hồi tốt hơn so với game thủ Truy Mạnh. Ở phía bên kia 6 đang hồi tốt hơn, còn màu 7 căng rồi. 6 nó hồi tốt quá. Thực sự 6 đang hồi rất tốt và 6 có quân. Yugi không biết là có cần hài nữa hay không. Thang này thế trận đang trở về cân. Thì game thủ màu 6 bỗng dưng có một tên quân móc vào nhà game thủ Yugi. Bây giờ phải hy vọng màu 7 có một tên đi lỗi. Thì trận này bây giờ tham lai mới trở về cân được. Yugi sau một tên nở tham lên đến hơn 1 lít thì nhà bắt đầu hết rừng. Tên bắt quân này đây rồi. Căng đấy, từng này là hơi khó để có thể đỡ nhà. Màn hình máy của game thủ Truy Mệnh 22. Mệnh có lẽ là em nên về từ những phút trước đó lâu hơn nữa. Khi mà game thủ màu 6 nó bắt đầu tàn canh rồi thì em nên về đua phát triển thì là tốt hơn. Nhưng Mệnh là người quá ham móc máy. Màn hình máy của game thủ Yugi 1 lít. Yugi đang rất vất vả trong việc ăn gỗ. Có quá nhiều nông dân của game thủ Yugi sóc ra đứng ở nhà chính, nhưng rất vất vả trong việc ăn gỗ. Bây giờ thì game thủ màu 7 đang là quá to. Khoảng 10 phút trong game, game thủ màu 7 không bị động một lông chân của nông dân nào. Kìa, nó đi lỗi đấy. Tên này nó đi lỗi đấy. Vậy e vang ao. 111/148. Vẫn chưa đủ sức để có thể bắt được toàn bộ tân quân đi lỗi vừa rồi. Và bây giờ 6 nó chơi lên luôn. 7 nó lên rất đông. Màn hình máy của game thủ Truy Mạnh 25. Màn hình máy của game thủ Chiêu Ghi 104. Hoài đấy. Nào, có bắt được tên này không? Bắt được tên này còn có cửa đánh tiếp, mà không bắt được tên này thì là hoài. Ui giời ơi, đi đến đâu nó không biết, đi đến đâu nó không thấy. Đào đá kìa, nông dân đào đá kìa. Định đánh quẩy à? Sường, rất sường. Màn hình máy của cầu thủ Truy Mệnh 34. Mệnh bây giờ tuy rằng là 34 nhưng vẫn đang yếu hơn so với màu 6 phía bên kia. Đó là điều thật chắc chắn. Và bây giờ thì Yugi đang là người bé hơn so với màu 7. Cả hai nhà chúng ta đều đang bé hơn. Khoai nhờ gỗ bây giờ đang rất đuối. Còn phía bên này họ đang rất tự do ăn gỗ. Những bãi gỗ của mình, vâng, nếu bung ra phía bên ngoài ăn đều có khả năng bị công vào. Còn phía bên này nó ăn hết sức tự do. Gỗ chỗ nào nó cũng ăn tự do. Yugi đã không để ý đến việc gỗ sớm. Tìm đến bãi gỗ đầu tiên sớm. À, một bãi gỗ tiếp theo sớm. Đã lên 4 xong. Gớm mặt quạt tài. À, phía bên kia màu 7 đã lên 4 xong. Và bây giờ thì bắt buộc phải ôm. 122. Và tưởng đâu nó đua phát triển với mình cơ. Nó đợi mình lên để nó đấu quân cơ. Ai ngờ nó đào vàng để nó lên 4.
phía trong sẽ bắt đầu có những con hot. Truy mệnh 41. Bây giờ thì rất tự do ăn dần, nhưng ở phía bên kia họ đã là công nghệ đời 4 rồi, không phải là công nghệ đời 3 như mình nữa. 106 cho 144. Hiện tại thì vẫn chưa có hot, nhưng khó. Lên 4 xong và tham lai bên mình còn bị đè. Màu 6 nở ra quá nhanh. Ở tên mà cái thủ màu 6 và cái thủ 7 phút thứ 21 gióng thẳng 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 tham lai, thì các bạn có thể thấy rằng đó là thời điểm mà game thủ Truy Mệnh cần phải về để có thể đua phát triển. Ở phút thứ 21 gióng lên, chúng ta có thể thấy là Truy Mệnh nó khoảng to hơn khoảng game thủ màu 6 một chút xíu, nhưng càng về sau thì game thủ Truy Mệnh càng nhỏ lại, quá ham quản dân của game thủ màu 7. Và quên mất rằng ở phía bên kia họ có khả năng phát triển sen là rất tốt. Tỷ số được mở, đó cũng là một kinh nghiệm.